Nhìn bề ngoài, hàng sách tay giả có chữ in không sắc nét mờ, còn hàng sách tay thật có chữ in rõ nét, sắc xảo. Hàng sách tay giả, nếu nhìn kỹ nội dung chữ ghi trên sản phẩm, đôi khi không giống y chang với sản phẩm thật. Hàng giả nhiều khi không có logo thương hiệu quốc gia, thậm chí mã vạch cũng được làm ẩu hoặc không có. Còn hàng thật, logo thương hiệu, mã vạch rõ ràng. Kích cỡ vỏ hộp nhiều khi cũng khác nhau, thậm chí nội dung về hàm lượng chất cũng không giống nhau. Khi đưa lên mũi ngửi, hàng sách tay giả thường có mùi hơi nồng, gắt, còn hàng thật có mùi hương dịu ngọt, quyến rũ.